Trước khi xem, các bạn hãy bỏ ra một giây để ấn like, ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh và theo dõi những tập mới trên kênh nhé. Chúc các bạn xem vui vẻ. Ở trên tin tức nào đó là sự thật về KK của chúng ta. 6 năm sau, một đám đệ tử yêu sủng hấp thu dư vận giảng đạo của Hàn Tuyệt. Là cái gì khiến cho cuộc sống của chúng ta kiêu ngạo như vậy? Dưa hấu Hoa Văn Kỳ Lân hấp thu linh lực và đạo vận 6 năm mới mọc ra, hình dạng thật sự cũng không tệ. Đặc biệt là sau khi đặt vào trong kho lạnh, mùi vị đúng là tiên phẩm trong nhân gian, đặc biệt là phần hình trong này. Không có cái nào ngọt hơn cái này. Quan Vũ ở đâu ra đây đấu pháp? Hơi thở này, Kỳ Tiên Thần, sao hắn lại tới đây rồi? A, con mẹ nó. Quả dưa ngọt của ta. Kỳ Tiên Thần. Tình huống gì vậy? Quan Vũ là ai vậy? À, là cái móng chân của sư phụ mà thôi. Không chỉ như vậy, lão nhân gia ông ấy còn có Tào Tháo, Triệu Vân, hai cái móng chân này. Các người đừng có nói ra ngoài đấy. Quan Vũ, ta đã chu sát 10 vị ma đầu đại thừa cảnh. Thực lực nay đã khác xưa, ngươi có dám đánh một trận chính diện với ta không? Hi, nhanh như vậy đã trả lời lại rồi sao, thật không ngờ. Trước đây không phải ngươi nói là sẽ không đến làm phiền ta rồi sao? Ta chỉ là muốn cọ sát với ngươi. Ngươi yên tâm, lần này nếu như ta còn thua nữa, ta trực tiếp phi thăng, tuyệt đối sẽ không đến làm phiền ngươi nữa. Đúng là dai như đỉa, dứt khoát ngươi và ta đối quyết sinh tử luôn đi. À, có thể ngươi vẫn chưa nghe rõ ta chu sát 10 vị ma đầu đại thừa cảnh rồi đấy. 10 vị đấy, không phải dạng vừa đâu, ngươi không sợ sao? Được rồi, ta biết rồi, đến đây đi, động thủ đi. Sao lại bình tĩnh như vậy? Lẽ nào thực lực của hắn lại đột phá nữa rồi, hay là nói hắn đang phô trương thanh thế muốn dọa cho mình sợ mà lui đi? Nhanh lên! Khoảnh khắc đó đại não trống rỗng, bản năng đã quên đi chiến đấu. Dưới tình huống đặc biệt trong giới động vật, vật săn dã ngoại khi gặp phải người săn bắt sẽ sợ hãi cứng nhắc không cử động được, nhưng lại quên chạy trốn để mặc bị giết. Mà mình bây giờ ở tình huống này, sức mạnh cuồn cuộn vượt xa linh lực tổng hợp so với 10 chân ma trước đây. Phải biết rằng ban đầu trận chiến với chân ma, nhật nguyệt biến sắc, thiên địa nứt ra, nếu như không phải là thánh pháp thu hút lực của thiên địa, mình cùng với thiên tiên phủ sớm đã không tồn tại. Mà mình vậy mà đến ngay cả thánh pháp đều không thể thôi động. Sao có thể chứ? Đây chỉ có bị áp chế toàn diện mới xuất hiện. Ngươi nói qua đấu pháp không nói đến sống chết đúng không? Xem như ngươi may mắn. Đây là lần đầu ta dùng pháp bảo phọc yêu thằng. Đậu mé, ngươi nhanh thả ta ra. Còn không phục, ta đi qua đó thời gian đã đủ cho ngươi chết 5-6 lần rồi. Ta cố gắng đuổi kịp lâu như vậy, cuối cùng cũng chỉ là một trò cười. Tiểu tử, ngươi mới tu hành được bao nhiêu thời gian, con đường tu hành quá suôn sẻ cũng không phải là chuyện tốt, không cho ngươi chút khó khăn, sau này chỉ càng lúc càng ngạo mạn hơn. Ta sớm đã nhìn ra ngươi muốn phi thăng,
Nhưng ngươi có biết thượng giới nguy cơ mai phục khắp nơi, ngươi vừa mới bước vào, nếu không cẩn trọng thì sẽ thân tử đạo tiêu. Ta thừa nhận, thiên phú của ngươi vô song hiếm có, nhưng thiên tài có thể đi đến cuối cùng thì có bao nhiêu người? Muốn phi thăng thượng giới vượt qua chúng tiên, trước tiên hãy qua cửa ải này của ta trước. Khoảng cách ngươi đều đã biết rồi đúng không? Đến ngay cả một tản tu nhỏ bé như ta trốn ở nhân gian, ngươi đều đánh không lại thì đừng vội lên tìm chết. Ngươi vậy mà quan tâm ta như vậy. Nhân gian này tốt xấu gì cũng có thể cho ngươi cơ hội, phía trên chưa chắc có thể giữ lại mạng cho ngươi đâu. Muốn đi xa hơn, chuyện phi thăng vẫn lên tạm hoãn lại, chăm chỉ tu luyện, nhân gian cần ngươi bảo vệ. Lúc nào vượt qua ta lúc đó phi thăng cũng được. Người giấy mà Đồ Linh Nhi phái ra. Oh my god. Thua trong chớp mắt. Góc nhìn chung. Kỳ tiên thần đệ nhất của thiên tiên phủ ở trong tay của cao nhân lại giống như một con gà con. Nhưng cho đến bây giờ, cao nhân cũng chưa chính thức lên tiếng nói muốn thu nhận mình làm đồ đệ. Chẳng lẽ là bởi vì những việc mình làm trước đây vẫn không yên tâm sao? Tự tạo nghiệt sẽ có báo ứng. Phải nghĩ cách lấy lòng của hắn mới được. Lẽ nào là phải dùng thân báo đáp thật sao? Không không không, người tu chân thế hệ của mình sao có thể nghĩ đến những chuyện tầm thường như vậy chứ? Hay là tặng cho hắn chút bảo bối? Mọi người xem đến đây xin hãy ấn đăng ký kênh, ấn like và để lại bình luận tương tác với chúng mình để theo dõi những tập mới nhất khi ra nhé! Càng đau lòng hơn, vẫn lên dùng thân báo đáp cho rồi.